Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, kính tri ân Thầy đã làm chương trình 5 phút Phật Pháp. Xin Thầy chỉ cho con cách nào để vượt qua những bế tắc trong cuộc sống. Kính chúc Thầy và chương trình luôn gặt hái được nhiều thành tựu. Phật tử Nguyễn Hữu Việt. Kính thưa Đạo Hữu Việt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, trong đời sống của chúng ta đây đều có những lúc mình thuận lợi và có những lúc khó khăn. Gặp những lúc thuận lợi thì tâm thức của chúng ta hết sức là vui vẻ, phấn chấn. Nhưng gặp những khi khó khăn, bế tắc thì chúng ta dường như không tìm ra được cái lối thoát cho chính bản thân mình. Hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị 8 điều để chúng ta có thể vượt qua những cái bế tắc trong cuộc sống. Điều thứ nhất, đó là chấp nhận những nỗi đau do thất bại. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta lớn lên cũng từng vấp ngã đôi lần trước khi mình biết đi, biết chạy. Và hẳn nhiên rằng sự vấp ngã nào cũng đau hết. Tuy nhiên, từ những cái đau đó sẽ cho chúng ta những bài học hết sức là quý báu. Cái tác dụng của cái nỗi đau này sẽ làm cho chúng ta vững vàng hơn trên những bước tiếp theo. Điều thứ hai, đó là quan niệm cuộc sống chỉ là tạm thời. Thưa quý vị rằng, những giá trị của cuộc sống này đây, nó chỉ còn hiện hữu khi chúng ta hiện hữu để cảm nhận nó mà thôi. Chính vì lẽ đó mà những cái gì còn ở với ta thì chúng ta hãy trân trọng và quý mến nó. Đừng đợi khi nó xa tầm tay của chúng ta rồi thì chúng ta mới luyến nhớ và tiếc thương nó. Thưa quý vị, khi chúng ta chấp nhận sự tạm thời thì mình sẽ thấy được rằng những giá trị hiện tồn đó là điều mà chúng ta cần trân trọng. Đừng có đứng núi này trong núi nọ để rồi chúng ta bị gạt gẫm bởi những sự vĩnh cửu của nó ngay trong cái đời sống tạm thời này. Điều thứ ba là chúng ta hãy sống một cách ít phàn nàn và lo lắng. Thưa quý vị, có những việc nó đã xảy ra với chúng ta mà nếu chúng ta cứ giữ hoài cái sự phàn nàn và lo lắng cho nó thì sẽ làm đau khổ cho mình và đau khổ cho người mà thôi. Chúng ta có lo lắng hay phàn nàn đi chăng nữa cũng không cứu vãn được tình thế. Vì thế, điều thứ ba này cũng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta để làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn đó quý vị. Điều thứ tư, mỗi một vết sẹo là một sự trưởng thành. Khi chúng ta gặp một điều nào đó trong cuộc sống làm cho mình trái ý Phật lòng, điều đó sẽ làm cho chúng ta bị tổn thương. Nếu như chúng ta cứ giữ hoài trong lòng mình như vậy á, thì có nghĩa là vết thương không có lành. Vết thương mà nó lành được á, thì có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng được cái vết thương kia bằng những cái chất đề kháng trong cơ thể của mình. Vì thế mà lúc nào ở đâu chúng ta chiến thắng được những vết thương lòng là lúc mà chúng ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Điều thứ năm, cuộc sống là một chuỗi của sự tranh đấu. Nếu như chúng ta không cố gắng vươn lên, không tinh tấn để đạt được tất cả những cái giá trị mà mình đặt ra trong cuộc đời mình, kể cả giá trị tu tập, thì chúng ta không thể nào vươn cao lên được, không thể nào chúng ta thăng tiến được trên con đường bình thường của đời sống, cũng như trong giá trị tâm linh. Vì thế mà luôn luôn nỗ lực phấn đấu lấy chính mình để vượt qua tất cả những trở ngại là điều mà chúng ta cần phải luôn luôn tri nhận. Điều thứ sáu, đó là đừng để tâm tới những cái tiêu cực của người khác. Ai cũng có những lỗi lầm, ai cũng có những lúc yếu mềm trong cuộc đời. Vì thế mà chính tự thân của mình cũng đừng lợi dụng cái lúc mà yếu mềm của kẻ khác để rồi chúng ta vin vào đó để cho người ta thấp kém yếu mềm. Điều đó sẽ không có lợi gì cả. Và ngay cả bản thân chúng ta cũng đều phải biết được rằng mình có những lúc mạnh và mình cũng có những lúc yếu. Nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ mở rộng lòng mình hơn để bao dung cho kẻ khác. Điều thứ bảy mình cần biết, đó là chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Đó chính là yếu tố nhân duyên trong cuộc đời mà chúng ta không gạn ép được. Không phải tất cả những gì mình muốn nó sẽ xảy ra và không muốn thì nó không xảy ra. Tất cả đều là những yếu tố của duyên sinh, duyên diệt hết cả. Cho nên chúng ta nên sống tự tại với những cái yếu tố xảy ra xung quanh mình. Điều thứ tám đó là mình không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hiện tại mình cần phải tiếp tục bước đi và bước về phía trước. Chúng ta không biết được rằng con đường phía trước nó gập ghềnh, nó chông gai hay nó trải thảm. Nhưng nó có thế nào thì ngày hôm nay chúng ta cần phải sống, ngày hôm nay chúng ta cần phải bước đi. Chính vì lẽ đó mà thái độ yêu thương, trân trọng cuộc sống sẽ là động lực rất lớn để chúng ta tiến về phía trước. Đó chính là 8 điều mà giúp cho đạo hữu có thể vượt qua tất cả những cái bế tắc trong cuộc đời này. Hy vọng rằng đại chúng sẽ dễ dàng để bước qua tất cả những chông gai trở ngại nơi dòng đời mà mình đang gặp phải. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này.
Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.